Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê và mình là Mika đây. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành test từ game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến trên một cái chiếc máy MacBook các bạn nhé. Như vậy cuối cùng thì chúng ta cũng đã có thể là chơi được cái tựa game này trên MacBook rồi. Không biết là sắp tới trong thời gian gần đây thì chúng ta sẽ có thể là trải nghiệm thêm được cái tựa game Valorant hay không. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn ClickBuy đã hỗ trợ cho mình chiếc MacBook M2 này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Trong quá trình chơi ấy, thì theo như mình thấy là cái lúc khởi động là cái lúc lâu nhất. Đó. Nói chung là chờ đợi khá thời gian trên cái chiếc MacBook như thế này. Ok, và như vậy là chúng ta đã vào game rồi nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu là từ 12:55 này. Ping là còn 59%. Mình lâu lắm rồi mình cũng không chơi nên là cũng không có rành nhiều các bạn nhá. Ở đây thì mình đang để cái đồ họa này. Đầu tiên đồ phân giải là nó cũng sát nhất với lại cái đồ phân giải của màn hình trên cái chiếc MacBook Air này, 2560 x 1600 này. Và đồ họa thì mình sẽ để ở mức trung bình. Đấy, để xem rằng là nó sẽ chơi được bao nhiêu FPS đây. Hiện tại thì mình đang thấy là nó dao động tầm khoảng 90. Thực ra thì cái nó lên 120 hay là 150 đi chăng nữa thì nó cũng không có mang lại một cái giá trị gì đó quá lớn đâu các bạn à. Đấy, FPS thì mình đã bỏ giới hạn rồi nhá. Tại vì màn hình của con này chỉ có 60Hz thôi. Không hiểu sao hôm nay nó hơi lag, chắc cho đứt cáp rồi. Bó tay các bạn à, nói chung là hôm qua đến giờ là mạng nó cũng đều như thế hết ý. Không biết làm sao cho nó mượt hơn đây. Được cái là nó cho chúng ta tinh chỉnh cái độ phân giải. Đây là độ phân giải hơn 2K các bạn nhé. 2K là nó là 1440. Còn con MacBook này là tới là 1600 lận. Nên đây cũng là một cái độ phân giải cao, rất cao rồi chứ. Thử phát 4G xem nè. Phát 4G mà không được nữa thì thôi á. Mà hình như là cái này là do Liên Minh hay sao đó các bạn à. Chứ tại vì nãy mình tải game cái thứ này kia Genshin Impact để mà chuẩn bị test game con Redmi K60, K60 Pro thì nó vẫn chạy bình thường mà. Ui. Thôi. Đây. Thoát ra rồi lướt web nó như thế này bình thường các bạn nhé. Vẫn ngon lành thôi. Mình thì mình phải sử dụng cái con chuột có dây này. Tại vì mấy con chuột Bluetooth ở phòng mình thì nó toàn cứ bị delay thôi. Nên là phải thử sang một cái con chuột có dây khác. Chơi nói chung cũng được. Nếu như vấn đề mạng khắc phục thì nó sẽ là cực kỳ ngon lành thôi. Thì khi mà vào game chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần tai thỏ ở đây nó không có hiển thị nữa. Phần nốt đen ở đây nó sẽ không ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta chơi game như thế này. Trời ơi. Chơi cũng đã được tầm 15 phút ấy thì mình thấy rằng là FPS bây giờ nó chỉ còn khoảng là 60 thôi. Khi mà vào đánh lính như thế này này. Game này thì có thể nát nhưng mà mình thấy tổng thể chơi trên em MacBook này thì nó rất ok các bạn nhé. Chơi cũng đã được khoảng 16 phút. Thôi giỡn Yasuo giỡn. Đùa thôi, về. Nước sông không phạm nước giếng, về. Chiêu, về. Nói chung là phát 4G nó sẽ đỡ hơn các bạn nhé. Đây, nó còn xuống được 45 pin như thế này. Mình đang để đồ phân giải, nói chung là để mình nét nhất đẹp nhất mà. Đồ họ thì tầm trung bình là nhìn rất là ok rồi. Đấy, nhưng mà cái độ phân giải là nó phải nét như thế này chơi nó mới đã. Mình chơi game này kể cả đồ họ xấu, đồ họ mượt đi cũng được, quan trọng nó phải nét là được. Pin nó nhảy liên tục từ 40 lên 90 lên 120 rất là nhiều. Hay lắm. Đây mình sẽ test nhiệt độ các bạn nha. Đang nóng nhất là ở khu vực này này.
Trời ơi, không nóng luôn các bạn à. MacBook Air M2 nhá. Cho nhiệt độ phòng là 24,5 độ. Cái đế còn mát hơn nữa. Nói chung là quá tuyệt vời rồi. Như thế này là không còn gì để chê rồi. Cái con MacBook Air M2 này là nó không có quạt các bạn nhé, như là những dòng Pro đâu. Nhưng mà nó đã đảm bảo được một cái hiệu suất rất tốt rồi. Kiểu nó cũng phần nào đó giới hạn ẩn theo cái hướng an toàn luôn đó các bạn à. Chứ thường mà nếu mà gặp mấy cái máy Windows mát như thế này ấy, thì nó phải chơi được hơn 100 FPS là chuyện rất là bình thường. Chị đâu đấy? Ui. Ý. Ý. Ui, cái gì vậy? 13% cho khoảng 24 phút như thế này. Ui vãi, chịu. Ok, như vậy đã xong 27 phút các bạn nhé. Mình sẽ check luôn này. Còn 44% pin. Như vậy là 27 phút là từ 59 xuống còn 44 là khoảng 15% cho một ván đấu như thế này. Như vậy thì các bạn có thể thấy được rằng là nói chung là cái trải nghiệm với cái chiếc MacBook Air này ở thời điểm hiện tại với độ phân giải rất cao lên tới 2,5K là cực kỳ ngon lành các bạn nhé. Còn nhiệt độ nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là 39-40 độ thôi, cho nhiệt độ phòng là khoảng 24,5 độ. Có vẻ các bạn nghĩ sao về trải nghiệm chơi Liên Minh Huyền Thoại trên một cái chiếc MacBook như thế này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.